Ok, chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series về nhập môn khoa học dữ liệu. Thì mình sẽ trình bày tiếp về cái nội dung chương thứ hai, đó là về ngôn ngữ lập trình Python. Mình sẽ giới thiệu các bạn về đối tượng set hay người ta gọi là tập hợp. Thì mình sẽ thông qua các cái mục lục, đó là về các cái content ở trong một cái set nó như thế nào, các cái toán tử trong một cái set và các cái toán tử, các cái phương thức, các cái hàm trên một cái set, và cả cái toán tử logic trên một cái set nó như thế nào. Rồi, trong cái series bài giảng này mình có sử dụng và tham khảo cái tài liệu của thầy Trương Xuân Nam tại website là tvietnam.net, sử dụng hai cái cuốn sách, đó là Data Science, Code từ đầu với Python và cái Crash Code của Python. Và cái mình cũng có học và có chứng chỉ của cái khoa học dữ liệu của IBM trên cái Codera.org. Mình sẽ sử dụng các cái kiến thức trên đó để mình sẽ viết và giới thiệu lại cho các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về cái các cái content ở trong một cái set. Thì bản thân một cái set á, nếu mà bạn nào đã học qua cái kiến thức về lớp 6 á, thì chúng ta biết là cái khái niệm về set tức là tập hợp. Nó là tập hợp các cái đối tượng khác nhau và nó dùng cái dấu ngoặc này này các bạn này. Dấu ngoặc này, ngoặc nhọn á để biểu diễn các thành phần ở trong này. Các thành phần ở trong này á thì những cái nào mà giống nhau á thì nó sẽ bị remove đi. Giống nhau tức là nó sẽ remove, nó bỏ đi, được chưa nha. Và bên trong của nó có thể là chuỗi, có thể là kiểu số nguyên, có thể là số thật, hay là một cái tuple, hay là một cái kiểu bool, hay là cái này cũng là một cái tuple, đúng không? Thì rõ ràng á, khi á mà các bạn có cái set á, set thì hoàn toàn các bạn hoàn toàn có thể in ra được, thì các cái giá trị của một cái set nó sẽ khác nhau. Và chúng ta cũng có thể là từ một cái này là một cái list, đúng không các bạn? Từ một cái list thì các bạn chuyển sang cái set á, thì tất cả các phần tử trong này á nếu trùng nhau á là nó xóa và nó chỉ giữ một phần tử còn lại thôi, được chưa nha. Tất cả những cái phần tử giống nhau á là nó sẽ xóa bỏ và nó giữ lại một phần tử thôi, là set. Tức là cái này, tức là các bạn có thể khởi tạo cái set bằng cái dấu ngoặc nhọn, hoặc là các bạn có thể là chuyển từ một cái mảng sang một cái set, ok chưa. Rồi mình sẽ code mẫu cho các bạn coi. Rồi, trong trường hợp này á mình cũng dùng cái Google Colab để mình sẽ code demo cho các bạn. Có thể là những cái video đầu nó khá là đơn giản, bạn nào mà biết rồi có thể là bỏ qua, ok chưa. Thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể tạo một cái set bằng cái gì nè, một cái set ví dụ mình có này 1 2 3 1, rồi có ví dụ như là hello, rồi có thể là có một cái tuple chẳng hạn, đúng không? Đó, ok chưa. Rồi thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể là thấy được rằng trong cái set này có những phần tử này giống nhau, hai cái tuple này giống nhau này, nó thì sử dụng là một cái số 3 xuất hiện 2 lần. Thì lúc này chúng ta chỉ còn lại là một cái tuple 1 2, phần tử 1 xuất hiện 1 lần, phần tử 3 xuất hiện 1 lần thôi, ok chưa. Giả sử cho các bạn có một cái list, ví dụ giờ mình có một cái list đúng không. Rồi thì nếu mình có một cái set thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể chuyển cái list đó về lại cái set. Thì lúc này cái set của mình nó chỉ gồm có 4 phần tử 1 2 3 và 4, ok chưa nha. Thì cái đây là từ cái list các bạn hoàn toàn có thể chuyển qua được một cái set. Set tức là tập hợp các phần tử là khác nhau. Rồi, về cái đó là cách khởi tạo một cái set hay một cái tập hợp. Ngoài ra có nhiều cái toán tử ở trên cái set, ví dụ các bạn hoàn toàn có thể là kiểm tra một cái, lấy cái độ dài của cái set này như nào, đúng không nha. Và các bạn mà để mà add vào á, thì các bạn sẽ dùng cho mình là cái phương thức là add để remove. Hiện ta dùng phương thức là remove và kiểm tra nó có thuộc hay không á, thì chúng ta sẽ dùng là kiểm tra cái đối tượng đó, chúng ta sử dụng cái toán tử là in, ok chưa. Rồi chúng ta có thử nha. Rồi bây giờ á, mình giả sử như mình có một cái set của mình nó bằng cái gì, ok chưa. Ví dụ cái này là 11 2 3 4 này, hello này, rồi ví dụ như giờ mình có là một cái super này, ok chưa. Ok, thì lúc này á các bạn có thấy là cái set của mình nó có những phần tử trùng nhau không? Ví dụ như là số kẹp 23 này là trùng nhau này, ok. Giả sử bây giờ mình có thêm con số 2 nữa đi,
Để cho dễ thấy, số 2 là mất rồi đúng không? Có một số 2 thôi. Thì lúc này có phải là các bạn hoàn toàn có thể in cái len của cái S được không? Len của S là có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng nhờ? Thì khi các bạn thêm á, len thì các bạn hoàn toàn có thể S vào được đúng không? S thì người ta dùng cái gì? Sử dụng phương thức S. Ví dụ mình S vào số 2 đi. Đúng không? Thì rõ ràng á, số 2 nó có chưa các bạn? Riêng mình viết nhầm. Số 2 có rồi á, thì S vào thì nó cũng đâu có gì thay đổi nhiều đúng không? Nhưng mà ví dụ các bạn nói à, các bạn thêm vào số ví dụ như là 200 đi, thì nó sẽ add thêm một số 200 vào. Ok chưa? Các bạn hoàn toàn có thể xóa nó đi dùng phương thức là remove. Được chưa? Và in cái add thì có phải là nó mất đi không? Nó mất cái số 200 đi không? Ok. Tức là các bạn có thể thêm vào này, có thể là remove này. Đúng không nhờ? Cũng có thể các bạn cũng hoàn toàn có thể verify được. Verify ví dụ như nói à, kiểm tra thử xem cái true này á, nó có trong cái set hay không. Nếu có là true đúng không? Đúng không? Còn nếu nó không có thì sao? Ví dụ mình kiểm tra cái phone nó có trong set không? Không có đúng không? Ví dụ mình kiểm tra con số 111 có trong set không? Nó không có thì ra là phone. Ok chưa? Rồi, về cái đó là cái toán tử ở trên set. Ngoài ra nó có cái toán tử về gọi toán tử Rorik. Ví dụ giờ các bạn có hai cái set, mình có L cái set 1 và set 2. Ví dụ như mình có cái danh sách này, danh sách 1, danh sách 2 này, chuyển thành set này. Thì chúng ta có vài cái toán tử Rorik, một cái dấu and. Dấu and này nghĩa là gì? Nghĩa tức là nó giống như là cái phép gọi là phép giao á các bạn. Giao hai tập hợp này có phải là tập hợp này là 1, 2, 3, 4, tập hợp này 3, 4, 5, 6, 7, 8, thì giao của hai cái này có phải là 3 và 4 không? Và different tức là có trong S1 mà không có trong S2, có trong S1 mà không có trong S2 có phải là có hai phần tử là 1, 2 không? Ok, tương tự các bạn hoàn toàn có thể là thay vì cái dấu E này chúng ta có thể dùng nó là dấu gọi là cái phép là intersection hoặc là cái phép union là hợp. Hộp của hai này có phải là có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 không? Ok. Rồi, ví dụ này. Các bạn á, là có cái LT1, 1, 2, 3, 4 đúng không? LT2, ví dụ mình có ví dụ như là 3, 4, 5, 6, 7, 8 đi. Ok. Thì lúc này mình có cái set 1 là mình lấy từ LT1 đúng không? Cái set 2 mình sẽ lấy từ LT2. Bây giờ các bạn hoàn toàn có thể in ra S1 này và in qua là S2. S1, S2, ok. Là có sẵn hết rồi đúng không? Thì lúc này các bạn có thể dùng cái phương thức như sau. Một, coi thử là S1 mà giao với S2. Nó ra gì? S1 giao với S2 có phải là ra số 34 không? Tương tự ở chỗ này các bạn hoàn toàn có thể viết cái gì? S1 different S2, tức là có trong S1 mà không có trong S2 là 1, 2. Còn ví dụ như các bạn cũng hoàn toàn có thể viết là có trong S2 mà không có trong S1 là ra gì? 5, 6, 7, 8. Đúng không nhờ? Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Lúc này các bạn hoàn toàn có thể làm cái gì nữa? Chúng ta cũng hoàn toàn có thể là viết S1.intersection S2, tức là giao của S1 và S2. Và các bạn cũng hoàn toàn có thể có các cái phép ví dụ như S1 union S2, tức là S1 hợp với S2 là ra cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok chưa? Được chưa? Rồi. Tiếp theo á là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các phép toán ví dụ như là về superset, tức là kiểm tra một cái tập hợp có phải là nó chứa cái gọi là có phải là nó là một cái tập mẹ y superset, nghĩa tức là nó là cái tập mẹ của cái S1. Ví dụ tập 1, 2, 3, 4, 5 có phải là tập mẹ của tập 1, 2, 3, 4 không? Đúng rồi. Rồi ví dụ tập 2 và 3 này có phải là con của S2 hay không? Đâu phải đâu, ở này 2 và 3 đâu có thể là con S2 được, bởi vì cái S2 là 3, 4, 5, 6, 7, 8 mà. 2 và 3 có phải là con S1 hay không? Đúng, chính xác rồi, bởi vì cái này là 2 và 3 nó nằm trong cái tập 1 này. Đúng không? Tương tự các bạn hoàn toàn có thể là với một cái set các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái phương thức ví dụ sum hay là một cái gì đó các kiểu, đúng nhờ. Rồi.
Mình sẽ có tiếp cho các bạn coi. Lúc nãy á là mình có cái gì nào, ví dụ giờ mình in ra thử cái S1 thử xem là cái gì, và in thử cái S2 là cái gì, đúng không? Ok, thì lúc này á mình rõ ràng có thể có rất là nhiều các cái phương thức. Ví dụ giờ kiểm tra thử xem là giả sử như mình có một cái set đi, 1, 2, 3, 4, 5, mình kiểm tra thử nó có phải là y superset hay không, được chưa? Rồi ok, y superset của F1 hay không, được chưa? Đúng rồi, thằng 1, 2, 3, 4, 5 nó chắc chắn là y và set của tổ 1 rồi. Còn đối với set 2 thì sao? Đối với set 2 thì nó không thể là đó là false. Tương tự các bạn cũng hoàn toàn có thể là kiểm tra thử là một cái set mà số 2 và 3 nó có phải là y subset hay không, tức là nó có phải là tập con của S1 hay không. 2, 3 thì chắc chắn là tập con S1 rồi, và coi thứ S2, 3 có phải là tập con S2 hay không. Không, bởi vì tập 2 là có phải là 3, 4, 5, 6, 7, 8 không? 2, 3 làm sao tập con của tập 2 được. Tương tự chẳng hạn giờ mình có một cái danh sách 1 lại đi, 1, 2, 3, 4, 5, ok chưa? Thì lúc này giả sử mình có cái S1 của mình á nó bằng là cái set 1, đúng không? Thì rõ ràng các bạn để ý nè, S1 nó phải ra 1, 2, 3, 4, 5 không? Thì các bạn hoàn toàn có thể in ra sum của S1, 1, 2, 3, 4, 5 cộng lại là bằng 10, 15, ok chưa nha? Nhớ hai cái phương thức này nha, y sub và set, tức là kiểm tra một tập có phải là tập mẹ của cái tập này hay không. Tương tự y sub net, tức là y sub set, nghĩa là kiểm tra có phải là tập con hay không. Ok, thì cái video này mình giới thiệu các bạn sơ lược về cái set. Nếu gì không hiểu bạn có thể comment để mình giải thích, hay có thể tìm kiếm trên Google. Cảm ơn các bạn.